Ok, mấy anh chị Vân chào tất cả các anh chị. Để Vân coi có nó vô chưa nhé. Ok. Vân hôm nay mời một người guest mời rất là đặc biệt. Hôm nay Vân nghe được cái câu chuyện của chị thì Vân rất là excited, rất là hứng thú, muốn mời mấy anh chị, muốn mời chị để chia sẻ cho mấy anh chị về câu chuyện của chị ha. Thì mấy anh chị biết không, hai chị Quyên, mấy anh chị biết á, là cái bệnh nám á, là hầu như rất là nhiều người bị, đúng không? Rất là nhiều người giờ bị. Và hôm rồi đó Vân nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị em khắp mọi nơi hết, là em bị nám và xài rất là nhiều sản phẩm rồi nhưng mà không có kết quả, thì làm thế nào để cho cái da của em nó giống như da chị. Bản thân của Vân á, trước đây cũng bị nám rất là nhiều mấy anh chị. Vân làm trong ngành nail cũng 15 năm. Thì mấy anh chị biết á, là làm trong ngành nail thì mình ngửi rất là nhiều độc tố. Và khi mình ngửi nhiều độc tố á, thì nó bị ảnh hưởng đến làn da của mình. Giả lại mình ăn uống thất thường, ăn uống không có điều độ. Giả lại mình bị căng thẳng nữa. Nhiều lúc các công việc đó, nó làm cho mình stress. Hoặc là vì một lý do nào, vấn đề gì đó mình bị căng thẳng á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến làn da của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe ở trong. Thì nám nó có rất là nhiều loại nám mấy anh chị. Không phải là chỉ có nám và chị một cái đó thôi là hết. Và nám á, là có thể là từ tùy theo sức khỏe ở phía trong của mấy anh chị không có được khỏe thì nó sẽ trổ ra ngoài. Hoặc là có một số anh chị mà xài sản phẩm mà cái phấn nhiều quá đó, một số chị nói anh ở trong này, một số chị xài sản phẩm nhiều quá, cái chất dầu á, của phấn nước á, nó sẽ tác động vào cái lỗ chân lông của mình á. Khi mình rửa không có sạch á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của mình sau này đó. Thì nếu mà cái chất dầu nhiều quá thì ra ánh nắng, thì ánh nắng nó rất là dễ táp vô cái mặt của mình, thì mình gây nám rất là dễ dàng mấy anh chị. Nhưng mà khi mà nám á, mà ở phía ngoài đó, thì mấy anh chị rất là dễ xài sản phẩm cho nó mờ bớt. Còn nếu như mà bị ở trong không khỏe mà ở ngoài nó trổ ra nám á, thì mình phải dùng ở trong trị liệu, từ ở phía trong ra tới phía ngoài da mấy anh chị. Trong uống ngoài thoa thì nó mới có kết quả tuyệt vời. Giống như bản thân của Vân đó, là sau khi Vân dùng một số sản phẩm mà giúp cho sức khỏe của mình, tại trước đây Vân bị ung thư và Vân bị một số bệnh nữa, cho nên là cái da của mình rất là xấu. Và khi mà Vân dùng thì nó chỉnh sửa lại phía bên trong á, nó làm cho mình khỏe. Rồi ở ngoài Vân hỗ trợ một số sản phẩm nữa thì nó giúp cho cái da của Vân hầu như là 90% giảm anh chị. Vân không nói là 100% nha, tại vì nám rất là khó 100% giảm, cho nên 90%, 75% là Vân đã quá là vui rồi, chứ đừng nói chi mà lên tới 90%. Thì hôm nay Vân có tâm sự với một người bạn cũng như một người chị mà Vân thấy gặp chị hàng tháng luôn, và thấy được cái sự khác biệt của chị, thấy được cái sự thay đổi ngoài da của chị và sức khỏe của chị. Cho nên hôm nay Vân mạo muội mời chị lên đây để cùng chia sẻ với mấy anh chị là trước đây chị như thế nào và bây giờ sao mà chị có một cái làn da nó mịn màng, nó đẹp như thế này. Chị Hương ơi, chị có thể chia sẻ cho em với mấy anh chị biết đó là chị tên gì, đến từ đâu và background của chị đang làm về ngành gì chị? Dạ, em chào chị Vân. Chị dạ, chào chị. Em trên Facebook. Dạ, em tên Hương Trương, em đến từ Cali. Dạ, em background của em là em làm ngành nail đấy. Ngành nail bao nhiêu năm chị? Dạ, làm ngành nail được 6 năm rồi chị. 6 năm à? Em chị Vân. Okay, sorry mấy chị. 6 năm rồi. Ok, thì trước đây chị có nhu cầu, phải nói là chị có cái da của chị bị cái gì trước đây và sức khỏe của chị như thế nào? Dạ, em cũng muốn chia sẻ với các anh chị, trước đây em nói về da và sức khỏe của em là không được tốt. Nó rất là mệt, các anh chị cũng biết, trong ngành nail các anh chị cũng biết là khi nó mệt. Và nó mệt lắm. Em đi làm là cỡ 3 giờ là em rồi đi về. Cái sức khỏe cho nó mệt, nó không có làm nổi 3 giờ đi về. Rồi và cái da của em là nó rất là khô và nhạy cảm và ngứa. Xong thanh lúc ngứa thì em gãi thì nó ra nước vàng, rồi cũng ra nước vàng. Thật sự cái da của em không có xài được một cái thứ gì loại gì hết, những cái mỹ phẩm, những cái gì đắt tiền em cũng xài qua nhưng mà nó không có hợp với lại cơ
da của em, mà được cái da của em nó rất là xấu. Ừ. Em nghe nói là nó giống như nó sensitive lắm đúng không chị? Nó nhạy cảm dữ lắm đúng không? Ừ. Nó rất là nhạy cảm. Dạ. Và hình như là em thấy trước đây là da của chị bị nám rất là nhiều luôn đúng không? Dạ, rất là nhiều. Ok. Và sau đó là chị dùng cái gì để hỗ trợ chị ha? Dạ, cũng một hôm tình cờ cũng nhờ dược sĩ Di Tôn giới thiệu cho em dòng sản phẩm là I Love You. Và lên thì em dùng sản phẩm trong dùng cái này, em dùng trong 3 tuần. Ừ. Nhưng mà em thấy sức khỏe của em nó rất là good. Em làm rất là good. Em không nghĩ đơn giản là sức khỏe của em, nhưng mà nó hỗ trợ cái da của em nữa. Ừ. Em không làm già, nó làm cái da của em hoàn toàn khác hơn. Em nghĩ trong người em nó nóng. Em chỉ dùng những cái thực phẩm chức năng cho con người em nó mát thôi. Nhưng mà không ngờ hỗ trợ cái da của em nó thành tốt hơn nữa. Em rất là mừng. Wow, có nghĩa là một công mà hai chuyện đúng không? Có nghĩa là chị chỉ nghĩ là thực phẩm chức năng là giúp cho sức khỏe của chị thôi đúng không? Nhưng mà không ngờ là nó giúp được cái làn da của chị ngày càng khỏe hơn, là ngày càng sáng hơn đúng không? Và mình sẽ cho mấy anh chị coi cái hình mà trong vòng 3 tuần chị dùng ha. Thì chị chia sẻ với em á là chị dùng trong vòng 3 tuần đúng không? Dạ, 3 tuần. Chị có thực phẩm chức năng không trong vòng 3 tuần? Ừ. Ok mấy anh chị, cái hình này là cái hình 3 tuần của chị Hương nè. Thấy khác dễ sợ không? Trước đây before and after trong vòng 3 tuần thì mấy anh chị thấy á, là cái da của chị sáng ra và những cái nếp nám của chị nó mờ dần đi đúng không? Mình thấy rất là rõ, đây là trong vòng có 3 tuần thôi. Và sau đó Vân nhìn cái tấm hình mà chị mới chụp bây giờ mà chị gửi vào, Vân hết hồn mấy anh chị. Như mấy anh chị cũng đã thấy chị đang ngồi trước mặt mấy anh chị nè. Thấy cái sự khác biệt dễ sợ không? Thì sau đó đó là chị dùng cái gì nữa mà em thấy hiện giờ là hầu như là chị không còn nó giảm tối đa, không còn thể, không có thể nào mà thấy được cái nấm đen trên trên mặt của chị nữa. Dạ, sau khi dùng về vẫn đang dùng cái supplement thực phẩm chức năng, rồi cái mà em dùng thêm là cái A Love Me, chị dùng tháng 12 bây giờ. A Love Me là hỗ trợ bên ngoài cho em, là thành thử nó làm da, cái làn da ở trong uống ở ngoài thoa thở thứ nhất mình là khỏe, thứ hai cái da rất là đẹp. Thành thử em rất là ưng ý cái sản phẩm em đã dùng. Ây lắc mi chị. Theo em được biết là trước đây là chị cũng đã dùng rất là nhiều sản phẩm rồi đúng không? Dạ. Sản phẩm của các công ty khác thì cái kết quả nó như thế nào chị? Dạ, nhiều lúc dùng cái sản phẩm khác là dùng thử lên những cái gì mà dùng lên thì nó dựng cái da mặt lên, nó ngứa, nó rất là đỏ, làm đi rửa mặt không kịp gì sản phẩm đó chị. Sản phẩm là rửa mặt không kịp, nhưng mà em dùng cái này thì em nó rất là chịu cho cái da mặt của em. Có nghĩa là da của chị rất là mẫn cảm, mà cái sản phẩm nào đụng lên cũng là nó ngứa đúng không? Dạ, nó ngứa. Dạ. Mấy anh chị để ý nha, rất là nhiều anh chị đang gặp cái tình trạng này ha. Mình bị mẫn cảm, mình bị sensitive skin, mình bị những cái vấn đề về da thì mình cũng cố gắng mình xài sản phẩm này sản phẩm kia, nhưng mà hầu như là cái sensitive skin á, mà cái sản phẩm nào mà nó có cái alcohol đó mấy chị, nó có bỏ nhiều cái chemical với cái chất alcohol đó, là alcohol là cái cồn á, và những cái chất mà nó giữ cho cái sản phẩm lâu đó thì nó sẽ làm cho cái da sensitive càng tệ hơn nữa mấy anh chị. Cho nên mấy anh chị để ý chỗ này ha. Và khi mình để ý những cái sản phẩm nào mình xài đó thì mình phải để ý và đọc rất là kỹ ở trong đó, coi nó có cái chất gì mà có thể gây đến cái da mình hay không. Thì như chị Hương, chị cũng chia sẻ là những cái sản phẩm chị dùng á, là chị chia sẻ với Vân là sản phẩm đắt tiền, không phải rẻ tiền đâu á, đúng không chị Hương? Trước đây và khi mà chị để lên một cái là chị rửa mặt không kịp nữa mấy chị, mà ngứa mà đến nỗi mà chị gãi mà nó chảy nước vàng ra luôn đó, coi như là mình không thể tưởng tượng cái da mình mà nó lở ra mà nó chảy nước vàng ra, mà nó khô cằn, mà nói chung là nhìn trước đây Vân thấy chị mỗi tháng á chị, cho nên là Vân thấy được cái sự thay đổi của chị rất là rõ ràng. Thì sau khi dùng một thời gian là I Love Me với I Love You thì
bao lâu chị mới mới thấy được cái kết quả như thế này chị ha? Khoảng bao lâu? Em tính tới đây là cũng bao cỡ là 6 tháng. 6 tháng là cái làn da kia mới lột xác và thay đổi hoàn toàn. 6 tháng nha mấy anh chị, mình cho phép mình có đủ thời gian để sản phẩm nó làm việc ha. Tại có một số anh chị đó, đặc biệt là về nám nha mấy anh chị, những cái vấn đề da khác á mấy anh chị trị liệu rất là dễ dàng, nhưng đặc biệt là về nám. Tại sao? Là tại vì nám á, mình rất là khó hình dung được là cái nám từ trong ở phía trong mình hay là cái nám từ phía ngoài nắng nó táp vô. Nếu mà nắng nó táp vô cái mặt của mình á, hoặc là ánh đèn hoặc là ánh nắng á, thì nám ở ngoài mình rất là dễ trị, nhưng nám ở trong vì sức khỏe của mình không có khỏe, vì mình quá là nhiều độc tố trong người của mình á, thì nó sẽ trổ ra cái nám đầu mồi và cái da của mình rất là xấu, thì những cái nám đó rất là khó trị. Giả lại cái bệnh nám đó, mình cần phải cho phép nó có thời gian để nó chỉnh sửa phía trong. Vân khuyên những anh chị mà có bệnh nám đó, mình phải trong uống ngoài tho thì kết quả nó mới mỹ mãn được. Còn một số anh chị nhắn cho Vân đó là trời ơi Vân ơi, mình xài rất là nhiều sản phẩm rồi, đắt tiền lắm luôn, ai chỉ gì là xài đó. Nhưng mà thật ra mấy anh chị, mình xài ở phía ngoài thôi. Phía ngoài mấy anh chị xài đó là chỉ có cầm cự thôi. Cầm cự là có nghĩa là nó có thể mờ chút xíu, nhưng nó sẽ trở lại nếu anh chị ra nắng, hoặc là mấy anh chị trong người của mình bị căng thẳng, bị stress ở phía trong á. Ở trong mới thật sự là cái rễ, cái gốc ở phía trong đây nè. Ở trong mình không khỏe, ở ngoài mấy anh chị có xài cỡ nào đi nữa, nó vẫn bị cái vấn đề, nó sẽ trở lại mấy anh chị. Vẫn tin chắc điều đó. Và chị Hương xài trong vòng 6 tháng mấy anh chị. Trị nám không thể overnight, không thể là bữa nay xài rồi tuần sau có kết quả liền, hoặc là có kết quả nhanh nhanh lẹ lẹ liền mấy anh chị. Mình phải cho phép nó làm việc ít nhất là 1-2 tháng. Trong công ty có rất là nhiều bộ sản phẩm và có một cái bộ đặc biệt cho nám, thì nếu anh chị xài mà cái bộ này không thích hợp thì mấy anh chị sẽ xài bộ khác. Thì giống như chị Hương cũng đã từng try một cái bộ đầu không có thích hợp với da mình, đúng không chị? Dạ. Em try cái bộ đầu nó không thích hợp cho em. Nó okay. Khô, nó làm cái da em nó khô lắm, nó không thích hợp. Dạ. Thử em đọc sản phẩm này nó hết thích hợp cho em. Dạ, thật sự ra mấy anh chị mình cũng hiểu chút xíu về sản phẩm để mình khi mình đi chia sẻ hoặc tư vấn cho khách hàng của mình đó, thì mình phải biết là nhu cầu là cái gì ha. Tại vì cái da của chị là cái da sensitive, cái da của chị là da khô, mà mình còn chơi thêm một cái bộ da khô nữa thì chắc chắn cái da của chị nó còn tệ hơn nữa. Nhưng mà trong công ty thì có rất là nhiều bộ sản phẩm, thì khi mình dùng sản phẩm bộ này không được thì mình sẽ thử bộ khác. Công ty nó cho phép mình thử mà, giả lại nó guarantee mình trong vòng 1 tháng, nếu mà anh chị xài mà không thích bộ này thì mình có quyền trả lại và mình lấy bộ khác, đâu có mất mát gì đâu, đúng không? Thì cái A-Shock Me là một cái rất là tuyệt vời mấy chị. Như chị Hương đang xài thì Vân sẽ cho chút xíu, Vân sẽ cho mấy chị thấy cái hình, mà phải nói là bây giờ mấy chị đã thấy rồi ha, cái hình của chị Hương rất là khác ha. Nhưng mà mấy chị biết không, A-Shock Me nó tuyệt vời cực kỳ luôn. Chị Hương, em không có A-Shock Me ở đây, chị có thể đưa lên giùm em cái A-Shock Me nó là cái gì ha. Cái bộ máy rất là tuyệt vời đó mấy anh chị, nhỏ xíu thôi mà nó rất là có vỏ. All in one mấy anh chị, chị có thể mở cái nắp giùm em không? Ở phía trong á là tất cả cái gì mình cần thiết cho cái da của mình, và đặc biệt nó làm riêng cho từng làn da một của từng người đó mấy anh chị thấy ha. Tất cả mọi cái mình cần cho da của mình nằm ở trong đó hết. Nó giống như một bác sĩ gì đó. Nó sẽ hỏi mấy chị rất là cặn kẽ là da mình như thế nào. Da khô hay da dầu, hay da nám. Nám là cỡ như thế nào, nhiều ra làm sao. Hỏi rất là nhiều luôn. Đúng rồi, Hương nhỏ mà có vỏ đó. Giỏi lắm. Thì khi mà mình xài như vậy đó, mình phải cho phép nó một thời gian ha. Có thể các bộ nám mấy chị xài 1 tháng đầu mấy chị sẽ thấy nặng hơn nữa, đậm hơn nữa. Tại sao? Là tại vì nó đang làm việc, tại vì nó đang mờ đi. Nhưng mà thật ra những cái chỗ mà chưa có nám á, nó sẽ sáng ra, cả mặt mình đều sáng ra, thì mình sẽ thấy rõ hơn là những cái nếp nám của mình nó sẽ hơi sậm chút xíu, nhưng mà nó đang chỉnh sửa mấy anh chị. Cho nên mình phải cho phép mình bất cứ cái sản phẩm nào mình xài, mà đặc biệt về nám nha, phải cho phép nó từ 3 tháng trở lên mấy anh chị mới thấy được kết quả. Chứ đừng có nghĩ là 1 tháng ô tôi không thấy gì hết trơn, mà càng ngày càng đậm mà thấy kỳ cục quá tôi bỏ, thì mấy anh chị chắc chắn sẽ không có tạo ra kết quả, đúng không chị Hương? Dạ đúng chị. Dạ thì mấy anh chị thấy nè ha, đó cái hình của chị Hương nè, thấy cái sự khác biệt không? Trời ơi, cái hình này phải nói là cái hình tuyệt vời vô cùng luôn. Nó vẫn thấy cái hình này vẫn nói trời ơi chị Hương
You so lucky luôn á, cái hình này quá là đẹp luôn mấy anh chị thấy không? Cái sự khác biệt giữa before and after không? Đó, như mấy anh chị thấy ha. Ok. À, chị Hương, chị có cái lời khuyên gì cho những anh chị em mà và có đặc biệt là những anh chị em mà có cái da sensitive và da nám giống như chị có lời khuyên gì cho họ? Dạ, em cũng trước tiên em cũng khuyên các anh chị mình sử dụng những cái sản phẩm giúp hỗ trợ cho mình. Mấy anh chị đừng có sợ mà mấy anh chị cái mạnh dạn sử dụng sản phẩm trong công ty mình, nó rất là tốt. Nhiều lúc mình đi bác sĩ hẳn tình, cái này nó không có ấy. Nhiều lúc mình đi bác sĩ nó tốn tiền ngàn, nó rất là mắc. Nhưng mà cái này mấy chị nên chị dùng cái này đi. Cái này nó có guarantee cho chị, em bảo đảm guarantee cho các anh chị. Nó sẽ hỗ trợ để giúp những cái làn da sức khỏe của anh chị tốt hơn. Mấy anh chị cứ mạnh dạn mình dùng sản phẩm này. Nói chung là mình không có gì để mất đúng không chị? Không có gì để mất, mình còn được trẻ đẹp nữa đó chị. Dạ, không có gì để mất mấy chị, càng trẻ đẹp nữa. À, giống như Vân trước đây đó, Vân tiếc là Vân quên để cái hình mình lên, nhưng mà sẽ để lên cho mấy chị thấy ha. Mấy chị biết không, trước đây đó, mình khi mình bị da nám như vậy đó, Vân cũng không có thua gì chị Hương đâu. Da mặt Vân không có thua đâu, nhưng mà Vân không có bị trên trán mà Vân bị nguyên một cái dề cơm cháy ở hai bên má gì nè. Nguyên một cái đen sậm trên má luôn, mà nó thành cục, còn chị thì bị hết nguyên cái mặt luôn, mà Vân thì đặc biệt là ở trên má. Cảm ơn Hương, nói Vân càng ngày càng trẻ. Ai cũng nói vậy. Thì Vân bị nhiều lắm mấy chị, nếu mà mấy chị nhìn gần á, gần thiệt là gần, mấy chị cũng thấy còn rất là mờ đúng không, mờ tí tẹo thôi, là Vân nói là khoảng 90% nó đã không còn nữa, nó đã dọn nhà đi mất tiêu rồi, chỉ còn 10% thôi mấy chị. Thì giống như chị Hương chia sẻ đó, là mấy chị cứ mạnh dạn để xài đi ha. Tại vì không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không có chịu làm cho mình đẹp thôi. Nhưng mà nếu như mình có một cái sản phẩm mà có thể giúp mình làm cho mình càng ngày càng trẻ, càng đẹp ra thì why not, đúng không chị Hương? Why not? Đâu có ai mà. Trước đây Vân rất là mất tự tin mấy chị, ra ngoài đó Vân mất tự tin lắm. À, khi mà ra ngoài mà đi party hay là đi ăn uống hay là nói chung là đi chơi đó, Vân đánh phấn á, nhiều lắm. Trước khi mình biết Nuskin á, mình xài cái gì cũng xài hết, ai chỉ gì xài đó, giống như chị Hương vậy đó. Mà có một cái em là không bị dị ứng thôi, mà em xài nhiều lắm. Thì khi mà em xài á, mình đâu có biết, hồi đó mình đâu có học gì đâu mà biết. Thì những cái sản phẩm mà phấn á, em xài đó thì nó cover được, nhưng nó có rất là nhiều chất dầu trong đó. Thì không ngờ là khi nhiều chất dầu trong đó như vậy đó, mình ra ngoài đó thì nắng nó táp vô, mà khi mình set up cái make up mình còn thê thảm hơn nữa mấy chị. Mình không thể tưởng tượng là nó còn nhiều hơn nữa luôn đó. Cho nên là sau này đó là mình rất là vui khi mà mình được dùng những cái sản phẩm mà trong uống ngoài thoa, mà cái kết quả nó rất là, bây giờ Vân rất là tự tin mấy chị, khi ra ngoài ha, không cần phải dùng make up nữa, rất là tự tin luôn nha. À, ra ngoài nói chuyện với ai ngẩng mặt nói chuyện và đưa mặt mình ra nói chuyện, còn hồi đó mình sợ lắm, mình cứ giấu cái mặt mình không có tự tin, tại cái mặt mình nó xấu quá, không có tự tin để khoe. Cho nên khi mà mình tìm lại được cái nước da đẹp của mình rồi đó, mình lấy là cái sự tự tin đó, thì Vân tin chắc luôn tất cả cái gì mình làm sau đó đều có kết quả hết. Giả lại mấy anh chị, nếu như mà mình cái da của mình đẹp nè, sức khỏe của mình tốt lại nè, thì mình có thể giúp được rất là nhiều anh chị em đang gặp cái tình trạng giống như mình hồi đó đó. Thì Vân nhận được rất là nhiều cái tin nhắn và nói về da nám mấy anh chị, nhưng mà mấy anh chị nhớ nha, không phải cái gì cũng thích hợp cho da mình hết, ok? Sẽ có cái thích hợp, cho nên các anh chị cố gắng try. Thí dụ như công ty Nuskin có những sản phẩm, những cái package rất là tốt, mà có một số package là về nám. Thí dụ mình try cái sản phẩm này không được thì mình sẽ try sản phẩm khác. Vân tin chắc là sẽ có một sản phẩm nào đó sẽ thích hợp cho cái nám của các bạn, hoặc là cái làn da, bất cứ làn da gì, hoặc là cái sức khỏe của mấy anh chị ha. Sẽ chắc chắn có một cái gì đó có thể giúp mấy bạn về da, về sức khỏe, chắc chắn điều đó. Rồi nếu anh chị mà có câu hỏi gì ha,
thì mấy anh chị cũng có thể liên lạc với Vân hoặc là chị Hương để cho tụi Vân sẽ giúp mấy anh chị tư vấn sâu hơn là cái nám mấy anh chị là ở trong hay ở ngoài, và sản phẩm nào có thể thích hợp với mấy anh chị, và bằng cách nào mình có được cái làn da thật là đẹp ha. Và mấy anh chị cũng có thể share cái video này để giúp được rất là nhiều người thêm nữa ha mấy anh chị ha. Ok, rồi chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an lạc nhé. Bye bye.